Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Sơn Đình Audio. Video buổi tối ngày hôm nay là ngày 22 tháng 3 thì cửa hàng Sơn Đình lại tiếp tục được phục vụ các bác bằng những cái sản phẩm mới về. Thì trong video này Sơn Đình sẽ giới thiệu cho các bác một cặp loa của một bác khách có nâng cấp đổi cát cho Sơn Đình. Về cặp này là cặp loa Nga S90D. Thì dòng này rất là nhiều các bác cứ đánh giá là loa khó ghép với thế nọ thế kia, nhưng Sơn Đình thì nói thật với các bác là loa này cực kỳ là dễ ghép, bát của nó bát 20 năm thôi, nó rất là đơn giản. Đây là một chiếc âm đi Pioneer i7 đấy, đàn em của i9. Dòng này thì nó chạy xò giống đặc của 7800 mắc đôi, và công suất của dòng này là 160W, ghép với cái cặp và loa S90 này cực kỳ là hay. Còn tại sao mà loa nó khó ghép hay nó như thế nào thì một chút xíu nữa Sơn Đình sẽ chia sẻ một vài kinh nghiệm để các bác biết thêm về những dòng loa Nga này. Ở Sơn Đình thì không mua nhập những dòng loa Nga, mà đây là hàng của khách nâng cấp. Loa có xấu nhưng kết cấu của loa thì cực đẹp, cho nên là Sơn Đình vẫn đồng ý để đổi cho bác nâng cấp. Vì đây là cặp loa kỷ niệm của một bác khách năm nay tuổi đời cũng gần 70. Đấy. Còn ở phía bên trên ngày hôm nay là 6 chiếc âm ly hàng bãi Nhật. Sơn Đình hôm nay thuê riêng một chiếc phi cơ gọi là xách tay 6 chiếc này về để phục vụ cho các bác đây, hàng tuyển chọn. Nói về độ đẹp thì nó không thể đẹp hơn được nữa, vì đây nó vẫn là đồ cũ đã qua sử dụng. Còn nếu các bác muốn đẹp hơn nữa thì các bác chắc chỉ có mua mới. Và Sơn Đình về được 6 chiếc âm này, hàng đẹp mà vẫn có giá tốt để các bác phối ghép vào những bộ âm thanh. Bây giờ thì Sơn Đình sẽ đi quay chi tiết cho các bác cũng như báo giá từng sản phẩm. Ở phía bên trái này là 3 chiếc âm ly Sunsui 6 Alpha 607i. Đấy, thì dòng này nó đều sử dụng là dòng mặt gương. Còn bên này thì là dòng Alpha 607 trơn. Đấy, thì dòng trơn rồi xong đến dòng y, thì tức là dòng y nó sẽ cao hơn dòng trơn này một chút, và giá thì nó sẽ chênh lệch khoảng độ 300.000 đồng. Nhưng tổng quan hình thức thì nó giống đặc nhau về cái chất lượng, cũng như dòng này về trong tình trạng nó quá xuất sắc rồi. Đấy. Những cái dòng Sunsui này thì các bác ghép với những dòng loa Nhật phổ thông thì nó là những dòng diatone khó tính, thì ghép những dòng Sunsui này rất là hay. Ngoài ra thì các bác ghép với những dòng Pioneer, Victor, Onkyo đánh với những dòng Sunsui này cũng rất là tuyệt vời. Những dòng này thì đều sử dụng 8 sò than công suất lớn, cho nên các bác đều nghe nhạc và hát karaoke gia đình khá là tốt. Bên dòng Sunsui này thì là 607 trơn này, Alpha 607. Thì đây là dòng này là dòng mặt gương bóng của Sơn Đình luôn. Đấy, nhìn rõ cả chân cẳng của Sơn Đình nha các bác. Thì vì hình thức nó quá đẹp, quá mới, dòng này nó là dòng mặt gương. Size của nó là size 44, điện 100V, công suất là 240W, chạy 8 sò than. Các tính năng thì đều hoạt động tốt. Quan trọng nhất là hình thức của những dòng này, vì mặt phay gương mà nó có chảy xước thì rất là dễ nhìn và sẽ bị lộ. Và tổng quan thì nó còn quá đẹp. Đây. Mặt phay gương bóng, từng các cái nét chữ đều còn rất là ok. Đấy. Size 44, điện 100V, công suất 240W, ghép tốt những dòng loa Nhật bát 2530 để các bác nắp thêm vang cơ vang số để hát karaoke gia đình. Mặt gương đẹp leng keng, phím bật tắt nguồn, cầu loa AB dòng này trở kháng là từ 4 ohm, đánh hai cầu loa AB sẽ là 8 ohm. Các bác ấn cần ton đèn sáng thì bát check này mới có tác dụng. Đấy. Volume đây, bên này là ba lăng có nao nớt. Bên trên này là các đường vào để các bác kết nối thiết bị bên ngoài, nó đều có tên. Và khi các bác sử dụng thì các bác cứ để kỹ đằng sau cắm cổng nào thì trước mặt chọn cổng đấy. Ngoài cùng phono dành cho đĩa than. Dòng này thì nó cũng có cổng chữ U làm dè bao đây, khi các bác ấn vào đấy. Rất dễ sử dụng. Công suất thì lớn 240W, mặt gương đẹp như mới. Âm ly này thì Sơn Đình bán cho các bác mức giá là 5.500.000 một chiếc. Giá thành thì nó cũng tương đương với những dòng Sunsui 607X, nhưng những dòng này thì công suất nó lớn hơn, hình thức nó đẹp hơn, mặt gương thì nó rất là sang, tiếng cũng rất là tốt. Ba chiếc Alpha 607 mức giá là 5.500.000. Còn bên này thì nó là dòng Y, đời nó cao hơn, thì Sơn Đình bán các bác mức giá là 5.800.000 một chiếc. Cấu hình kích thước cũng như hình thức thì nó giống đặc nhau. Nó chỉ khác là đời, nó là đời sau thì nó cao hơn, thì nhập vào nó cũng lệch nhau một chút, thì Sơn Đình cũng bán lệch đi một chút thôi. Hình thức thì đẹp miễn chê rồi. Đấy, nếu như các bác cẩn thận thì
Nếu gần cửa hàng Xuân Đỉnh thì các bác cứ đến trực tiếp, còn đây Xuân Đỉnh quay cho các bác thì các cái mặt tiền hôm nay thì không có một vết chảy sữa nào cả, để có tí bụi. Đấy. Hình thức đẹp, cách thức sử dụng như nhau, công suất là 240W, chạy 8 dầu than, hai tụ đầu nguồn là một nguồn. Đấy, ghép tốt những dòng loa Nhật Bass 2530, đấy, những dòng Diatone, những dòng loa JB, những dòng loa Bose đánh những dòng này rất tuyệt vời. Sân xui Alpha 657i mặt gương có 3 chiếc, mức giá là 5,8 triệu một chiếc. Đấy, đây là cái hình thức đằng trước, còn đằng sau thì đây Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác vì đây là hàng tuyển chọn. Đợt này thì Xuân Đỉnh cũng ít về âm ly, nhưng mà khi mà về âm ly thì các bác cứ an tâm rằng nó là auto đẹp để các bác phối ghép về những cái bộ âm thanh. Tuy rằng nó không phải là những dòng đắt tiền, nhưng đây là những sự lựa chọn để phục vụ cho các bác thì những chiếc âm ly bao giờ cũng phải là đẹp xuất sắc rồi. Đấy. Đây là dòng Alpha 657 trơn nhá. Điện 100V công suất 240W. Đấy. Đây là các cổng vào thì nó đều có chữ để các bác cắm theo hàng ngang. Còn bên này thì là Alpha 657i. Điện 100V công suất 240W. Đấy. Hình thức thì nó giống đặc nhau. Nó chỉ khác là đời trước đời sau thì nó hơi lệch về giá tiền một chút thôi. Còn kết cấu như hình thức thì giống nhau đến 99%. Đấy. Alpha 607i này giá là 5,8 triệu, chưa đến 6 triệu đồng. Và tiếp theo nữa thì Xuân Đỉnh sẽ quay cho các bác về một cặp loa gọi là rất là xấu nhưng mà kết cấu thì rất là tuyệt vời. Đây là loa Nga S90D của một bác khách hàng, thì nói thật là các bác cái về chuyển bác cái sửa nhà mới rồi thì bác bỏ bày mỗi cặp này, nó cũ quá thì nó cũng không đẹp, mặc dù đây là đồ kỷ niệm của các bác ấy. Thì cặp này là cặp S90D thì nó quá nổi tiếng rồi, trở kháng 8 ohm công suất 90W. Dòng này thì nó không kém về âm ly đâu, quan trọng nhất là gì, quan trọng nhất là các bác để ý cái hệ thống phân tần của những dòng loa Nga này thì nó là toàn bằng tụ dầu, cũng như cái gân loa bát nó còn mềm thì các bác ghép nó mới dễ. Nó cũng giống như những dòng Diatone, nếu như gần nó cứng thì các bác không thể ghép được ra tiếng bát được, thì những dòng loa Nga này nó cũng như vậy thôi. Còn cái cặp này mà Xuân Đỉnh kiểm tra cũng như test cho các bác thì thấy cái tuyến loa nó còn khá là tốt. Và đây là một chiếc âm ly i7 này, điện 100V và công suất nó chỉ có 160W này, ghép bát lên. Và đây cũng chỉ test cho các bác trên điện thoại bình thường chứ không qua đầu giết gì cả. Bát chép đánh rất là phê, tại vì cái tuyến loa của cái cặp này nó rất là đẹp. Đấy, còn nguyên bụi và loa thì hình thức xấu bể nở. Bác nào mà không quan trọng về hình thức bên ngoài thì đây là một cái cặp có cái chất lượng về loa rất là tốt, mà tiếng thì Xuân Đỉnh thấy cũng rất là ổn. Và bác nào mà cẩn thận hơn nữa thì các bác mang ra bác thợ mộc, vì đây nó còn cái cốt sẵn rồi thì các bác cái xử lý qua rồi các bác cái sẽ nặng thêm một tấm gỗ bên ngoài để cho cặp loa nó được đẹp hơn. Nó Nga S90D này thì nó không kén về âm ly đâu. Các bác ghép như Xuân Đỉnh thì ghép bằng những dòng i7 hoặc là 7900, hoặc là nếu các bác có điều kiện thì chơi đến i9 là đánh những cặp loa này thì quá là ok rồi. Đấy. Loa này có chiều cao 70, chiều ngang của loa là 36-37 và chiều sâu là 30, trở kháng 8V công suất 90W. Loa thì đã test cũng như tiếng của những cặp bát chung này rất là ổn này. Tép thì bác ấy cũng nói rõ là tép đã lâu ngày thì có một bên, không biết là bên này hay bên kia nó bị mục, thì bác ấy đã xử lý rồi. Chỉ còn bát mới chung thì rất ok. Còn cái tép này nó thật với các bác, kể cả nhiều khi là các bác mua hàng bãi về nó mục thì vẫn xử lý là chuyện bình thường. Còn đây là người ta bán thật thà thì các bác ấy cứ bảo rõ luôn là tép đã xử lý. Còn chung với bát thì còn nguyên zin. Và Xuân Đỉnh thấy tuyến loa thì còn khá là đẹp. Góc cạnh thùng thì xấu. Cặp này thì Xuân Đỉnh nói luôn các bác là Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá chỉ có 4 triệu đồng. Loa Nga S90D. Hình thức là xấu theo năm tháng, vì đây là hàng mà ở Việt Nam dùng bao nhiêu năm rồi chứ không phải là mới sử dụng. Bác cứ bảo thời xưa các bác cái chơi những cặp loa này thì nó tính ra bằng cả một cái gia tài bây giờ tại Hà Nội luôn. Thế nên là đây là những cặp loa người ta làm kỷ niệm và người ta cũng dùng rất là giữ gìn. Tuyến loa gần màng bát còn nguyên zin nhé. Bên này thì còn tem 8 ohm, công suất 90W. Cặp này Xuân Đỉnh bán cho các bác mức giá là 4 triệu đồng.
nhập về là 3,8 triệu rồi, 200.000 tiền xăng xe. Đây là để phục vụ cho các bác nào mà yêu quý về loa Nga cũng như thích về những dòng S90D và sưu tầm, thì cái mức giá này thì Xuân Đình nói luôn các bác là bằng 1/5, 1/6 so với dòng loa bãi. Nhưng tất nhiên thì loa bãi thì nó phải đẹp, nhưng đẹp thì đều phải tuốt tát spa nó mới đẹp thôi. Đấy. S90D 4 triệu đồng. Còn chiếc âm ly i7 này thì Xuân Đình đã test cho bác khách rồi. i7 ngày hôm nay thì có một chiếc nó rất đẹp, các bác có thể ghép cùng với 7.900 cũng được, vì dòng này đánh 7.900 thì âm sắc nó cũng như i7. Các bác có nhu cầu cũng như mua ủng hộ cửa hàng Xuân Đình thì cứ alo trực tiếp theo số điện thoại trên bài là 0395727582, cũng như địa chỉ mua hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.